má nguyên kia cái trà cây luôn. Có gì hết anh? Nguyên tàu dừa luôn. Hello, đam mê cá xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay ra hồ Núi Le test mồi ngũ cốc nha các bạn, phần 2 nha. Thì hiện tại bây giờ cũng 4 giờ rồi. Thì mình cũng đang chuẩn bị chọn mồi và để đi test chỗ này. Hiện tại bây giờ chỗ này nước cạn lắm rồi, câu ok lắm. Từng người gọi mình rất tiếc là sẽ một con hàng rất là to, kéo con của chóng mình luôn. Hy vọng đợt này mình sẽ may mắn hơn, lên được con hàng to để bay cho người xem. Đây, đây là mồi ngũ cốc của đam mê câu cá của mình. Đó, đây là 510g. Và mình hôm qua mình có trộn một ít cái bài mồi nền thô, ủ chua. Đây, coi như là có chấm chim, được khoai lang, được cám bắp đồ. Đây, đó, một ít. Cái này để cho mình đánh nè, 2 ngày rồi. Đó, 6 cần đăng xe 2 ngày. Ok. Đấy. Còn đây là ngũ cốc nửa ký, cho vô luôn. Trộn đều lên luôn. Mồi này bao thô luôn nha các bạn, hơi bị thô luôn. Bao thơm, bao thô luôn. À, đây, còn trong đây là cái mồi nền ủ chua và cái tóc ngâm. Có kèm theo cả trứng vịt nữa, mình đã làm chung vô đây luôn rồi. Và băng bó lại miệng này khỏi bị mẹ bé miệng. Bây giờ mình sẽ đổ vô. Đổ vô một ít. Đó. Cho có hương vị thính. Giờ mình sẽ lấy lúa ra. Lúa ngâm của mùa nền nè. Lúa ngâm của mùa nền. Ok. Vị tanh thối đầy đủ hết. Tanh thua chôm thơm thối khét. Đầy đủ luôn. Đó. Trộn đều lên nữa, nắng mồi và lăn xe là quyết thôi. Nói chung là hồi sáng bây giờ mình đi làm về sáng mà nghe mình nó lấy mồ cốc á, đem ra đây đánh dinh. Đây nè. Mồ cốc này không thôi nè các bạn nè, đánh trộn nước đánh thôi. Đánh được 2-3 con trôi với lại một con chép. Đẹp lắm. Mình bay cho mọi người xem. Nghe mình đợi mình ra đây xong rồi, nó mới vừa về rồi. Về đi công việc rồi. Để mình vơ để lo đem mình thôi. Còn tối thì ông bạn của mình ổng mới ra, mà không biết ông câu chỗ nào thôi. Mà cũng có nói là cũng có ra đó, mà chưa biết câu chỗ nào. Mùa đánh cano thì nó mềm nha các bạn. Nó mềm, nó xốp và nó dễ vỡ nha. Nhanh tan. Đó. Chủ yếu là xuống cho cá nó đang dễ ăn, đỡ nhát, dễ hút mồi, dễ dính hơn thôi. Đây, đây là thành phẩm của thằng em mình đi test hồi mồi cũng có một sáng giờ các bạn. Đây nè, đó, nó dằn 6 cần lăn xê ở chỗ này nè, thấy không? Thì đợi mình ra thôi, đợi mình ra mình câu thôi nè. Thời tiết khá là xấu nha các bạn. Mà thấy không, chép nè, hai con trôi con chép nè, test một con cốc của các bạn, nó đã không bạn,
thấy chưa? Đó. Hai con chuột trắng nè. Đấy, ok. Thôi để nằm yên đi. Bây giờ mình sẽ quay lên mình thay mồi các bạn à. Đánh cano đánh xa luôn. Đánh ra phía cái nhà đỏ phía tây mình chỉ chỗ đó đang ở đây ta chỉ đó. Đó, đây đó, cái chỗ đó là dễ va hàng. Ở ngoài đó có nguyên một bãi đá và nguyên một bãi cây ở đó luôn. Khi mình thả xuống đó nó dễ va hàng lắm các bạn à. Ok. Giờ ra mồi nha. Tí nữa có mình sẽ quay tiếp lại tí nữa có hàng cá năng thì mình sẽ view lại cho mọi người xem. Có gì em ăn nguyên cầu vô luôn. Ú gơ rồi. Ôi bạn ơi. Chạy. Chứ nè. Trời ơi, con chép nó thả đi trời. Một cốc đầu mèo cá mãi đỉnh nha các bạn. Trời đã các bạn ơi. Em chụp tấm hình cái mình căng ký cho các bạn xem luôn. Lấy cái bà mình căng ký cá nha các bạn. À. Không. Bốn ký các bạn ơi, 4 ký nha các bạn, tuyệt vời, 10 điểm, 4 ký. Bà nghĩ sao về điều đó? Nó quắn hết 5 cây mình luôn. Đường kiếm đường xe cẩu vô đó luôn. Mua dầu quá à. Làm cho ổng 80 ngàn. Rồi thôi go rồi. Nắng rồi. Nắng rồi. Từ từ. Bình tĩnh. Nắng rồi.
còn dưới vậy. Từ bên đây, từ từ bên đây. Nặng ơi. Rồi, thôi cô. Nặng ơi. Một là che hay là gì? Quay vòng. Hả? Quay vòng. Che vòng coi. Nặng ơi. Nó đang chạy. Cho ra ngoài luôn anh ơi. Cho ra ngoài luôn. Cho đẩy đi. Cái nhiệt lên. Không nhỏ rồi em ơi. Được á. Càng này được á. Kéo còn ngon, không cần anh đâu, kéo không nổi đâu. Được rồi. Nhỏ anh đưa gió lên rồi đó. Còn sáng. Ê, cái camera anh. Đứng cái trang kìa. Không nghĩ lại nha. Đi hang má. Biết có gì đây? Chép nó mới gần dữ vậy thôi. Chắc chép nữa rồi. Không, kỳ thôi to nha. À, to nha. Thấy cũng giống như con qua đó, thấy có màu quá. Chép. Nó giống cái mạnh đâu. Bây giờ nó dễ ấy. U, giống cho đỏ cái này. Chép này chơi đỏ, chứ em thấy chép nó chạy gì không á. Bự á. Nó gì không à. Thổ. Chép. Chép chép quá, chẳng ngươi mà. À, ba, chẳng ưu. Chép. Đúng rồi, chép. Ủa, cây kia nó ăn nữa sao vậy anh Bình? Đúng rồi. Phải không? Thầy biết. Đó, đứng lên rồi á. Thầy dây dưới dây. Đúng rồi, đứng dây vậy. Đây, không dướng được. Dướng dây á. Ăn nó sao vậy? Dướng dây rồi. Nó ăn rồi đó. Ăn rồi anh Bình. Ăn rồi kìa. Dướng dây rồi. Để mình hốt cái này nha. To. Chép không? Bao ký bạn ơi. Em nè. Đừng em, cho nó lui đi em, cho nó lui lại đi. Rồi, đi bờ. Chép đen. Hôm qua được con chép đen rồi. Bao ký bạn ơi. Con này to. Ôi, trời ơi. Trời ơi. Khủng rồ luôn. Em cầm camera em, quay cho rõ nét em. Chép các bạn ơi. Khủng rồ. Ba bốn ký các bạn, hôm qua được có 4 ký rồi, hôm nay con này chúng cũng một cặp rồi bạn ơi nè, trời ơi nó bự rồi trời, đã quá bạn ơi, ú nó dính nè, đã quá bạn ơi, ok em lấy cái cân cân non luôn. Đó ngay chỗ cái ngay chỗ cái vỏ cái túi á. Túi nào anh Bình? Cái lửa dính gỗ không ra luôn em. Anh đi chỗ này á. Kiếm gì nữa nè. Anh kiếm cái kèm á. Ngoài á. Ngoài đó. Ok các bạn xem bạn ơi. Không nha. Chấm đuôi kìa. 4.3. To con quá luôn. 4.3 các bạn ơi. 4.3. 4.3 nha các bạn. Ok. Con ngày hôm qua mình có 4 ký rồi. Con này tới 4.3 luôn. Khủng khiếp. Để xem camera coi nó coi nó có đúng chỗ nhỏ chưa. Giơ cao lên. 4.3 nha các bạn. Tuyệt vời. Một góc đam mê cá mới đỉnh nha các bạn. Đã quá bạn ơi. Quá đã. Thiệt tình. Kê.
một cặp các bạn ơi. Ok nha các bạn, thì hiện tại bây giờ cũng 4 giờ rồi, mình đã thu dọn hết đầu câu rồi và mình sẽ kết thúc cái buổi hành trình ra hồ Nô Lê Tết Muộn Gốc phần 2 nha các bạn. Thành quả của mình thì được 2 con cá chép 8,2 kg và mấy con trôi với lại mấy con cá chép khác mình đã thả hết rồi. Thì hiện tại giờ con chép ngày chiều hôm qua mình dính được thì mình kêu em mình đưa về nhà rồi. Hiện tại bây giờ thì còn được con cá 2 con chép, 1 con cá chê. Giờ mình sẽ thả con cá chép đỏ và 1 con cá chê. Mình sẽ bắt con cá chép to thôi, chép 4,3 kg về thôi. Đó, đây là thành quả của một cốc nha các bạn, được 2 con chép 8,2 kg, không có nhiều. Năm nay cá trôi đỏ mình chưa thấy luôn, có chép bự thôi, chép rất là to nha các bạn, rất là đẹp luôn. Đây mình chuẩn bị sẵn một cái túi nè bạn, để mình đem về nhà. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho con cá chép này vô trong cái túi này và thổi xi vô đây, đưa về nhà, hy vọng là 30 cái số nó sẽ sống nha các bạn. Đây. Đây, anh bỏ đây. Bây giờ mình sẽ đổ nó ra. Báo quá báo. Đây các bạn, chết quá khủng luôn. Đây, mình sẽ cho trong cái túi bóng này. Đó, vô ta. Không biết nó về nhà nó sống nổi các bạn ơi. Bây giờ thách cách rồi các bạn ơi, rồi còn mỗi cái túi này nè. Đây, con chép này mình sẽ thả cho các bạn. Con chép này mình chép với con chê kia mình sẽ thả nha. Chê nữa kìa, chê nè. Ok, đây. Buộc cái này bằng ai? Ok, hy vọng sống giống nha các bạn. Ok nha các bạn, video của mình đến đây là kết thúc nha. Và nếu các bạn yêu thích video này, hãy nhớ cho mình xin một like. Và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chúc các bạn năm mới toàn vui khỏe, an khang, thịnh vượng. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại năm sau nha các bạn. Bye bye.